Mẹ, mẹ có chuyện gì gấp vậy mẹ? Hai đứa ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói. Dạ. Con coi đi. Chuyện gì vậy anh? Chuyện này là sao hả Dương? Anh à, dạo này em và anh Thế May có cùng làm chung một dự án về mô hình nhận hàng hộ, cho nên là em mới đến chỗ của anh để bàn bạc thôi. Sao đến cái chuyện này em cũng giấu anh vậy? Bộ có chuyện gì mờ ám với nhau hả? Sao lại lén lút hẹn hò như vậy? Anh à, sao anh có thể nghĩ em như vậy? Giải thích đi, chuyện này là sao? Anh xem đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Giống như cái này nè, bữa đó có khách tới quậy tiệm rồi còn đánh em, anh May đỡ cho em nên em vô tình ôm ảnh thôi. Còn cái này nữa. Thôi. Anh, tôi hiểu rồi. Anh à, em tôi hiểu rồi. Lúc nào cũng trong sáng, em có ảnh là anh trai mà. Đây là lý do tại sao cô xa cách tôi, thờ ơ với gia đình này. Vậy mà tôi tưởng tôi là một cái thằng vô tâm, nên tôi tìm mọi cách để hàn gắn cái mối quan hệ này nè. Cứ coi như những lần trước đó là vô tình. Vậy thì bây giờ cô thử giải thích cho tôi và thằng con trai tôi nghe. Những cái việc mà thằng con trai của tôi đi công tác đó, giữa đêm hôm khuya khoắt, cô đến nhà của người đàn ông lạ, rồi cô còn nói dối với tôi là cô đi gặp anh hai của cô. Mẹ, hôm đó thật sự là con đi gặp anh hai cô mà mẹ. Cô thôi đi, đừng giải chuyện nữa. Cô không biết hả? Anh Thế May thích cô từ lâu rồi, bây giờ đem anh hai đây làm bia đỡ nữa hả? Sao tồi quá vậy? Đúng rồi đó, tình cũ không rủ cũng tới. Ở đâu ra cái chuyện trong sáng với hai người khác giới chứ? Nói đi. Bây giờ em có nói gì thì anh cũng đâu nghe em nói đâu. Bằng chứng rõ ràng như thế này thì em biện hộ bằng cách nào, thoát tội bằng cách nào? Có phải vậy không mẹ? Cái gì? Sao lại hỏi tôi? Hỏi tôi là có ý gì chứ? Ý của con là mẹ đã cho người theo dõi con để con được những bằng chứng như thế này, và nhờ đó mà con với chồng con sẽ không bao giờ sống được với nhau nữa. Con có đền cảm ơn mẹ vì đã hao tâm tổn sức làm tất cả những chuyện này không? Ê, ai dạy cái cô thối móc mỉa người ta vậy? Anh Long, nếu như bây giờ em nói với anh là em vô tội thì anh có tin em không? Em hiểu rồi. Để giữ lại chút thể diện cho bản thân và để mẹ anh không lôi xuất thân gia thế hay người thân của em vào cuộc hôn nhân này nữa, anh viết đơn ly hôn đi, em sẽ ký. Nè, nếu mà nói cái chuyện ly hôn đó là thằng con trai của tôi kìa, còn bản thân của cô làm chuyện có lỗi mà cô còn ra vẻ oan ức lắm hả? Ở đâu ra vậy? Thôi được rồi mẹ à, ly hôn thì ly hôn. Không được, bắt nó phải làm giấy cam kết là khi đã ly hôn rồi á, không nhận bất cứ một đồng bạc nào ở trong căn nhà này hết. Bởi vì cái thứ như nó đã chấp nhận bước chân vào căn nhà này là cũng vì hám danh hám lợi thôi. Mẹ à, con không hám danh và hám lợi, con muốn ly hôn là gì? Con thấy mình không thích hợp để sống trong căn nhà này nữa. Anh viết đi, viết tất cả những gì mà mẹ anh muốn, em sẽ ký.